các ngươi làm việc chăm chỉ cho ta, mất tiền mua các ngươi. Các ngươi đừng nghĩ đến chuyện trốn việc. Này, cậu kia. Dạ, ông chủ gọi tôi ạ. Ngươi tên gì? Dạ, tôi là Ê-dốp ạ. Nhìn ngươi gầy gò thế kia, thì liệu có làm ăn được gì không? Ngươi mới về đây đúng không? Tôi vẫn đang làm việc đây ạ. Nhìn tôi gầy gò thế thôi, nhưng tôi vẫn làm tốt thưa ông. Để ta còn xem thế nào. Nhưng ngươi cũng khá đấy. Trong đám nô lệ bẩn thỉu kia thì có vẻ ngươi cũng là tên cứng đầu tự tin đấy. Thôi làm việc đi. Nhớ là ta rất tốn tiền mua các ngươi về, nên các ngươi phải làm việc cho tử tế. Anh cũng liều đấy Ê-dốp ạ. Lão chủ này không coi nô lệ chúng ta là người đâu. Không mấy khi ngài đến đây chơi, tôi mời ngài ở lại dùng bữa trưa với tôi. Chỉ tiếc là hôm nay vợ tôi không có nhà để thết đãi ngài những món ngon hảo hạng. Không sao, không sao. Chúng ta không cần quá cầu kỳ. Ông đợi tôi một lát. Để tôi đi gọi mấy tên nô lệ chuẩn bị bữa ăn cho chúng ta. Này, Ê-dốp, lại đây ta có việc cần sai bảo. Ông chủ có việc gì sai bảo tôi đấy ạ? Bà chủ đi vắng, ta lại đang có khách. Ngươi chạy đi mua đồ ăn về đây cho ta đãi khách. Tôi sẽ phải mua món gì đây thưa ngài? Việc đó phải do ngươi nghĩ. Cứ mua một món ngon nhất về đây cho ta. Ngươi đi ngay đi. Vâng, tôi đi ngay đây thưa ngài. Chẳng thấy có người làm nào ở nhà. Không biết thằng bé này có làm được việc không. Để xem nó đi mua đồ thế nào. Nếu làm mất mặt ta, ta sẽ gô cổ lại đánh cho nhừ đòn. Món ngon nhất đây thưa ông chủ. Là món lưỡi heo luộc à? Vâng, ông chủ mời khách thưởng thức đi ạ. À, tôi xin lùi vào trong. Chà, ngon quá. Tôi chưa từng ăn món nào ngon như món này. Thật thế sao thưa ngài? Quả là rất ngon. Cái thằng gầy gò xấu xí đấy thế mà cũng được diệt ra phết. Khá. Này, Ê-dốp. Ông chủ gọi tôi ạ? Hôm trước ngươi đi mua đồ ăn tốt đấy. Lần này ngươi đi mua cho ta một món ăn nữa đi. Đi mua đồ ăn nữa hả? Vậy ngài muốn mua gì? Mua về đây cho ta món ăn tồi tệ nhất. Món ăn tệ nhất ạ? Vâng, tôi đi ngay. Để xem ngươi thông minh đến chừng nào. Thưa ông chủ, món ăn tồi tệ nhất đây ạ. Hả? Cái gì thế này? Vẫn là món lưỡi heo luộc sao? Hỗn láo! Món ngon nhất là lưỡi rồi mà tồi nhất cũng lại là lưỡi. Là cớ làm sao? Vâng, đúng thế thưa ông chủ. Lưỡi mềm nên rất uyển chuyển, có thể biến xấu thành đẹp, dở quá hay, và cả thành trẻ trung. Nó thỏ thẻ rót mật vào tai người. Không phải lưỡi là vật tốt nhất còn gì? Nó nói thế, chẳng lẽ có ý là... Bà ta cứ tưởng bà ta trên cơ mình thì muốn làm gì thì làm được chắc. Đã xấu còn ghê gớm. Bà đang nói đến ai? Con mụ Mary. Bà ta định rút mối làm ăn với nhà mình, chỉ vì tôi nhớ miệng chê thằng con bà ta hơi lùn. Bà đúng là rất dở. Là thế nào? Là bà nói rất dở. Bà phải dùng lưỡi của mình uốn cong vào, nói những lời đường mật dành cho bà ta. Mình đang làm ăn với người ta thì dù người ta có xấu cũng phải bảo đẹp, rất đẹp. Bà hiểu không? Ừ, cũng phải. Thế thì tôi lại phải có cuộc trò chuyện khác với bà ta mới được. Đúng là uống lưỡi đi một chút, nói ngon nói ngọt cái là được việc ngay đấy không ạ? Bà nói chuyện với bà Marie rồi sao? Đúng rồi, tôi chỉ rót những lời đường mật vào tai bà ta. Bà ta cười tích mắt, từ ghét tôi chuyển sang quý mến ngay. Bà ta đồng ý làm ăn vụ này với chúng ta. Thế còn ngược lại thì sao? Ngược lại, lưỡi biến hóa khôn lường. Có thành không, trắng nhộm da đen. Người ngay quá người gian, người hùng thành tướng cướp.
nó có thể đơm đặt mọi chuyện theo ý muốn. Thế gian có vật nào tệ hơn cái lưỡi? Bởi vậy mới nói sự sống sự chết ở trong quyền lực của cái lưỡi. Quả đúng như vậy. Xưa kia ta từng bị một người hại, đang tự giúp người mà người đó vu oan là kẻ cướp. Suýt chút nữa ta biến thành tên tướng cướp thật sự dưới những lời vu oan của kẻ đó. Đúng là có thể dùng cái lưỡi mà bẻ lai mọi sự. Người rất khá, ta cứ tưởng ngươi tầm thường mà không tầm thường chút nào. Sau lần này ta sẽ cho ngươi đi cùng ta trong mọi việc, ngươi thấy sao? Cảm ơn ngài. Tôi muốn hút. Càng ngắm mình càng thấy cặp sừng của mình mới đẹp và cứng cáp làm sao. Hôm trước mình chỉ thử hút nhẹ vào người thỏ mà cậu ấy đã kêu đau quai quái rồi. Xem ra có cặp sừng này thì mình chẳng sợ ai bắt nạt nữa. Mình phải đi dạo một vòng quanh khu rừng này để thử sức mới được. La 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 la, ta là dê con, có đôi sừng chắc khỏe. La 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 la. Ồ, anh gà trống. Hình như anh ấy đang bới đất tìm dung. Để xem anh ấy có phải là đối thủ của đôi sừng này không mới được. Anh gà trống, đang đi kiếm ăn đấy à? Ồ, dê con đấy à? Tôi đang bới ít dung về cho lũ con ở nhà. Cậu đi đâu đấy? Tôi đang đi dạo thôi. Trời đẹp thế này, không đi dạo thì phí. Cậu thật là rảnh rỗi. Đúng là tuổi trẻ có khác. Này, chúng ta hút nhau đi. Đúng là tôi đang rất rảnh đây, nên muốn thử độ cứng của đôi sừng này. Cậu đang đùa tôi đấy à? Hút gì chứ, tôi không có hứng thú đâu. Hơn nữa tôi đang bận, lo chơi với cậu thì mấy đứa con của tôi chết đói mất. Chơi gì mà chơi, là thi đấu ấy chứ. Chúng ta hút nhau đi, xem ai mạnh hơn nào. Tôi đã nói là không có hứng thú rồi. Thôi cậu đi tìm người khác chơi đi. Sao cậu phiền thế nhỉ? Đi mà, hút nhau với tôi đi. Chỉ một lát thôi mà. Hay là anh sợ tôi nên không dám chơi? Ừ, cái cậu này hay thật. Tôi đã bảo phải kiếm ăn cho đàn con rồi kia mà. Sao cứ nói nhiều thế nhỉ? Để cho tôi yên đi. Ơ kìa, anh gà trống. Thôi, không chơi thì thôi. Tôi đi tìm người khác vậy. À, lợn con, anh đang đi đâu đấy? Tôi đang đi chơi thôi. Có chuyện gì không? Nói vậy nghĩa là anh không bận gì đúng không? Chúng ta hút nhau chơi đi. Hả? Sao tự nhiên lại hút nhau? Thì hút nhau xem sừng của ai khỏe hơn. Tôi làm gì có sừng mà khỏe với không khỏe chứ. Chịu thôi, tôi không chơi đâu. Đi dạo còn sướng hơn. Anh tự chơi một mình đi. À kìa, lợn con. Sao lại đi rồi? Bực mình thiệt. Sao ai cũng từ chối hút nhau với mình thế nhỉ? Bọn họ sợ cặp sừng của mình đến thế sao? Đã thế, mình càng phải tìm người thách đấu mới được. Chán quá, đi mãi mà chẳng gặp ai thế này. À, kia rồi. Cháu chào bác cô. Ồ, dê con đấy à. Chào cháu. Bác cừu ơi, ta hút nhau một cái chơi đi. Hút nhau với cháu ư? Ta từng này tuổi rồi, sao có thể chơi trò hút nhau với một đứa trẻ như cháu chứ. Cháu tìm người khác chơi cùng đi. Lại từ chối. Từ sáng đến giờ cháu đủ bao nhiêu người mà chẳng ai chịu chơi trò này với cháu cả. Chán ơi là chán. Bác chơi với cháu đi mà. Đến mấy đứa trẻ còn không chịu chơi trò này với cháu thì bác làm sao mà chơi được. Bác không chơi đâu. Đi mà bác cậu. Bác chơi với cháu đi. Cháu muốn hút. Cháu muốn hút.
ta cùng hút nhau đây. Bác đã nói không là không, cháu còn nói nữa là bác nổi giận đấy, biết chưa? Chán quá, đến bác cựu cũng bỏ đi rồi, còn ai chơi với mình cơ chứ? À, tôi muốn hút, tôi muốn hút. À, tôi chơi với cậu. Cậu nói sao? Cậu sẽ chơi với tôi ư chắc con? Ừ, cậu dám không? Dám chứ sao không? Đã thế thì cậu đừng hối hận đấy nha. Tôi có đôi sừng chắc khỏe thế này cơ mà. Có biết từ sáng đến giờ ai cũng sợ tôi không dám chơi với tôi không? Cậu đúng là dũng cảm đây. Chưa biết ai dũng cảm hơn ai đâu. Đã chơi thì không hối hận, không được nghỉ chơi giữa chừng. Nếu đồng ý thì chúng ta bắt đầu thôi. Nhất trí. Chờ mãi mới có người chịu chơi với mình. Mình sẽ hút thật mạnh để chó con biết sức mạnh của mình mới được. Bắt đầu. Trời ơi, đau, đau quá. Ôi, đau, dừng lại mau. Sao cậu cắn tôi chứ? Tôi chỉ muốn hút thôi mà. Cậu xem, chảy cả máu chân tôi ra rồi đây này. Đấy là cậu muốn hút thôi. Còn tôi không muốn hút. Tôi chỉ muốn cắn thôi. Cậu như thế là xấu tính lắm. Cậu cắn tôi đau chết đi được. Đồ ăn gian. Tôi không cần biết. Tôi thích cắn là tôi cắn thôi. Cũng như cậu, gặp ai cũng đòi hút đó. Cậu thích cà khịa, gây sự với người khác lắm cơ mà. Đã thế, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ, để xem lần sau cậu còn muốn hút nữa không. Đau quá, cứu tôi chơi, cứu tôi. Đau, đau quá. Chó con thật là đáng ghét. Cũng tại mình quên quan, cứ nghĩ có đôi sừng chắc khỏe để cà khịa mọi người nên mới tự rước quả vào thân thế này. Từ giờ mình chẳng dám nữa đâu. Câu chuyện về mặt nạ phòng độc. Thành phố Cleveland, bang Ohio, năm 1912. Một chân, nơi này nguy hiểm quá. Đừng lại gần đám cháy. Lính cứu hỏa đã vào trong để kiểm soát đám cháy rồi. Anh Frank, cháy to quá, không biết có thương vong nào không? Ơ kìa, anh ơi, nguy rồi. Còn những người khác vẫn đang bị kẹt lại vì khói độc. Chưa chết vì cháy thì đã chết vì ngạt khói rồi. Morgan, anh không ngủ mà làm gì thế? Anh đang thử tìm ra một loại mũ tránh khói độc chuyên dụng cho lính cứu hỏa. Hôm nay nhìn họ vật lộn trong đám cháy thực tội nghiệp, nên có dụng cụ phục vụ họ khi hành nghề. Anh định làm một cái mũ thế nào? Morgan, công việc ở nhà may của chúng ta đã đủ bận rộn rồi. Một thứ đồ gì đó bảo vệ tính mạng con người sẽ rất phức tạp, sợ rằng khó mà làm nổi. Hãy nghĩ đến ngày mai trước mắt đã, Morgan. Không sao, anh sẽ thử. Biết đâu đây lại là cơ hội tốt hơn cho chúng ta, lại cứu giúp được nhiều người hơn. Nó chỉ gồm một mũ vải trùm kín đầu và một ống thông khí được nối phía sau thôi sao? Ôi một gành, anh sợ rằng cái mũ này chỉ khiến lính cứu hỏa cảm thấy nặng nề và dướng díu hơn thôi. Anh Frank, em đã thử nghiệm trong một căn lều đầy khói độc phốt pho và lưu huỳnh rồi, rất hiệu quả. Khói độc từ môi trường ngoài được hạn chế khá lớn khi anh trùm mũ, vì thế khả năng bị ngạt do khí độc cũng sẽ giảm đi. Tuần tới có hội chợ ở Cleveland, chúng ta sẽ giới thiệu ngay sản phẩm này đến mọi người. Biết đâu đây lại là cơ hội lớn. Đúng vậy, trước tiên em phải đăng ký bằng sáng chế đã. Nhưng tình hình hiện tại, người ta chuộng những sản phẩm của người da trắng hơn. Em e rằng nếu công khai cái mũ này là phát minh của người da đen chúng ta, họ sẽ có cái nhìn khó khăn hơn. Đừng lo, anh có cách rồi.
Xin mời quý ông quý bà hãy tới gian hàng của chúng tôi. Đây là mặt nạ chống khói độc dành cho cứu quả, phát minh có 102 từ trước tới giờ của chúng tôi. Cái mặt nạ nhìn lạ thế. Nó hoạt động thế nào và có tác dụng gì vậy? Thưa quý ông quý bà, tin được không? Mặt nạ này cho phép một người lính cứu hỏa bước vào một ngôi nhà đầy khói và khí ngột ngạt dày đặc nhưng vẫn hít thở tự do trong một thời gian nhất định. Anh ta có thể cứu sống người và những vật có giá trị mà không bị khói độc gây nguy hiểm cho bản thân. Không biết tay diễn viên da trắng Chris đang nói quang quang ngoài đó người ta có tin không? Chris chỉ là đại diện thế thân cho chủ nhân phát minh thôi. Vì vậy chúng ta mới phải để Morgan đóng làm thổ dân da đó để thực nghiệm sản phẩm mặt nạ. Mặt nạ này có công dụng thật không đấy? Phải mắt thấy tai nghe mới tin. Mọi người bình tĩnh, dĩ nhiên quý vị sẽ được mắt thấy tai nghe. Nào, xin mời quý vị hãy hướng mắt sang căn liều của chúng tôi. Từ trưởng da đỏ của chúng tôi sẽ trùm mũ mặt nạ kín mặt, thực hiện màn thoát hiểm ngoạn mục từ căn liều mà bên trong có ngọn lửa đốt tỏa ra khói độc từ lưu huỳnh, hắc ính. Bây giờ là 9 giờ đúng, ông ta sẽ bước vào và trở ra từ căn liều trong vòng 20 phút. Lưu ý, màn biểu diễn này nguy hiểm, quý vị không được tự thực hiện tại nhà. Trời ơi, tại sao ông ta có thể mạo hiểm như vậy? Nhìn cái mũ đơn giản đó, có gì mà chống khói độc cơ chứ? Phải mắt thấy tai nghe mới tin. Mười phút rồi vẫn chưa thấy gì nhỉ? Em lo quá, không biết có chuyện gì không? Thời gian chúng ta đảm bảo là 20 phút cơ mà. Kỳ diệu quá, thật tuyệt vời. Có ai quan tâm không ạ? Hãy sắm một chiếc mũ đặc biệt này để sẵn sàng cho mọi rủi ro. Không thấy có nhiều đơn đặt hàng tại chỗ cho lắm nhỉ? Họ có vẻ chẳng quan tâm mấy. Chắc họ vẫn thờ ơ vì những tai nạn quả hoạn sẽ hy hữu mới xảy ra. Vì họ chưa hiểu đến tận cùng công dụng của cái mũ này thôi. Chỉ khởi đầu như vậy là ổn rồi. Không xong rồi, hầm bị nổ sụp đột ngột, còn tận mấy mươi người đang bị kẹt lại trong ấy. Đã có mấy người cảm tử chạy vào tìm cứu người rồi, nhưng chưa thấy trở ra. Tôi sợ anh ấy bị ngạt trong ấy mất thôi. Xin hãy cứu má chồng tôi, xin hãy cứu anh ấy. Còn tôi còn quá nhỏ, nó không thể mất cha. Xenia, chị đến làm gì? Muốn liệu chết hay sao? Xin hãy cứu lấy má. Anh ấy nói hết nhiệm vụ đêm nay sẽ trở về nhà, nhưng bây giờ đang kẹt lại trong đường hầm kia, chẳng biết sống chết thế nào. Các anh không thể cứu anh ấy, tôi phải cứu. Xenia, xin chị bình tĩnh. Chúng tôi mong anh ấy sống sót bình an hơn ai hết. Chỉ có điều bây giờ lao vào căn hầm đầy khói độc kia sẽ chẳng khác nào tự sát. Trước khi cứu anh ấy thì chị sẽ gặp nguy hiểm rồi. Chúng tôi đang tìm cách. Đúng rồi. Sao 3 giờ sáng mà anh lại xuất hiện ở đây vậy? Morgan, xin anh hãy giúp tôi. Xin hãy dùng mặt nạ của anh để giúp chúng tôi. Sao anh biết cái mặt nạ phòng khói độc đó là phát minh của tôi? Morgan, xin lỗi anh vì tôi đã vi phạm hợp đồng. Nhưng họ muốn tôi sử dụng mặt nạ để cứu người. Mà tôi thì... tôi không biết, không thể. Nhưng tình hình bây giờ đã rất nguy cấp rồi Morgan. Một phút chần chừ là đổi bằng cả mạng người đấy. Cái mặt nạ đơn giản kia làm sao chống chọi được khí độc trong hầm cơ chứ? Đúng vậy, hai anh đi vào trước đi, xem có sống sót quay lại hay không. Các anh chỉ bày trò được ở hội chợ, còn trong thực tế chưa chắc đã hiệu quả. Đã 15 phút rồi, còn chưa thấy Brand và Morgan đi ra. Nghe chừng họ bỏ mạng rồi cũng nên. Tôi chẳng có chút hy vọng gì vào chiếc mặt nạ được bơm phòng kia. Cứ chờ đợi xem sao, tôi cũng hết cách rồi, chỉ còn biết cách hy vọng thôi. Ôi Morgan, Morgan chồng tôi và Frank anh trai tôi đâu rồi? Trời ơi, chồng tôi. Muộn rồi, chồng chị hẳn là đã bỏ mạng như những người trong đó. Hắn chỉ là kẻ khoác lác. Cái mũ mặt nạ đơn giản đấy thì làm được gì cơ chứ? Nhìn kìa, anh ta đã đeo mặt nạ trở ra thật. Anh ta vẫn sống sót. Tốt rồi, tốt quá rồi. Mau cứu người này đi, anh ta vẫn còn thoi thóp. Mọi người đã tin chưa? Mau đội mặt nạ vào và cứu những người khác. Mình tôi và Brand không tải nổi.
Vụ giải cứu chứng tỏ giá trị của mặt nạ phòng độc, nhưng khiến Morgan da màu phải công khai thân phận là chủ nhân sáng chế. Morgan, cậu đọc tin gì chưa? Báo chí và quan chức thành phố trao huân chương anh hùng Carnegie cho cả đội cứu hộ, nhưng đã bỏ qua chúng ta. Morgan, sáng nay ảnh của anh đã tràn ngập trên báo. Cả nước Mỹ đã biết anh là chủ nhân sáng chế mặt nạ cứu hộ, và một nửa những đơn đặt hàng trước đây đã gọi báo hủy. Em hiểu rồi. Họ phân biệt chủng tộc. Chúng ta là người da đen nên không bao giờ có được sự công nhận. Morgan, cậu đừng nghĩ bi quan như thế. Báo đây, báo mới hôm nay giải cứu thành công những công nhân sống sót trong vụ nổ đường hầm Erie. Các anh hùng cứu hộ, họ là ai? Báo đây. Chẳng lẽ cuộc sống lại bất công với mình như vậy hay sao? Mình chịu thua những điều bất công này hay sao? Xin lỗi, ông là Morgan phải không? Chỉ là... Cảm ơn ông Morgan. Ông đã cứu sống chồng tôi vào đêm qua. Đời đời này, ông là ân nhân của gia đình tôi. Dù cả thế giới này có nói sao, ông vẫn là vị thánh với chúng tôi. Tôi đang tuyệt vọng vô cùng, nhưng nhờ có chị mà tinh thần tôi tốt hơn nhiều rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mũ mặt nạ cứu hộ có thể đến với những người công nhân làm việc trong điều kiện nguy hiểm như chồng của chị. Cho dù đã bị truyền thông và giới chức thành phố làm ngơ vì nạn phân biệt chủng tộc, nhưng những cư dân Cleveland, nhất là những nạn nhân, vẫn dành cho ông tình cảm yêu quý và tôn trọng vì những đóng góp của ông cho vụ giải cứu đường hầm Erie. Sau khoảng thời gian đầy bất công, Morgan để ngoài tai những thị phi và vẫn miệt mài cống hiến cho sự nghiệp phát minh. Mũ mặt nạ cứu hộ của ông dần lấy lại được vị trí và giá trị của nó. Rất nhiều công ty cứu hộ đặt số lượng hàng lớn. Sau khi kết thúc nạn kỳ thị chủng tộc, ông được khôi phục vị trí anh hùng trong cuộc giải cứu hộ Erie. Và thế giới mãi sau này vẫn nhớ tới Morgan như một nhà sáng chế tài ba. Phát minh của ông trở thành tiền thân của mặt nạ phòng độc sử dụng trong chiến tranh thế giới, sau này là thiết bị trọng yếu trong công tác cứu hộ thảm họa. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của doanh nhân, nhà sáng chế người da màu Gareth Morgan tại thành phố Cleveland, bang Ohio, nước Mỹ, người đã nghiên cứu và phát minh ra mặt nạ phòng độc đầu thế kỷ 20.